Chúng ta hãy cùng nhìn lại một lần nữa đội hình của cả hai bên sẽ sử dụng ở trong game thi đấu bản lề này. Đó sẽ là một đội hình có nhiều sự kết nối đến từ bên phía của Team Flash. Còn đối với bên phía của đội tuyển Box Gaming, họ cũng sẽ có nhiều những vị tướng chất lượng với một khả năng dồn sát thương đơn mục tiêu là cực kỳ khủng khiếp, với ba con bài là Yue, Quicknut và Ryoma ở trong giai đoạn đầu. Nhưng về khả năng giao tranh tổng thì có lẽ là những vị trí trong đội hình của Box Gaming sẽ cần phải làm tốt ở trong công đoạn cấu máu và dồn sát thương vào đơn mục tiêu, bởi vì khả năng giao tranh tổng đến từ bên phía của Team Flash với những con bài mà họ đang sở hữu là rất chất lượng. Thực lòng mà nói thì ở trong cá nhân tôi thì tôi lại thích đội hình của Team Flash, thích đội hình của Team Flash hơn một chút so với đội hình của đội tuyển Box Gaming. Đội hình dễ đánh hơn và có thể càn lướt tốt hơn, đặc biệt là có khả năng lao vào rất tốt. Team Flash gần như là tôi nghĩ rằng họ đã chuẩn bị cho kế hoạch đối đầu với Yue rồi. Trừ trường hợp đó là Yue có những pha xử lý quá xuất thần, còn nếu không thì tôi nghĩ rằng con bài Yue này trong trận đấu này cũng sẽ là một con bài rất khó đánh đến từ vị trí của Akashi. Và nếu như Akashi làm tốt được ở trong trận đấu này thì thực sự là ngày hôm nay sẽ là một ngày thi đấu tương đối chói sáng của Akashi, khi mà ở trận đấu thứ hai nơi mà Box Gaming thua thì Akashi cũng có một trận đấu được đánh giá là khá tốt, khi mà ở trong đoạn đầu tiên của trận đấu thì anh ta tương đối cô độc khi mà Paina thường xuyên xuất hiện cùng với Ara, thì Akashi vẫn thủ đường rất tốt và sau nửa sau của trận đấu thì cũng có những giai đoạn tỏa sáng, và trận đấu này sẽ là một trận đấu cũng là thử lửa với Akashi. Chúng ta nhìn thấy có vẻ như là máy thi đấu của Medusa đang chưa sẵn sàng để bắt đầu vào game thi đấu bản lề này. Và có lẽ là chúng ta sẽ chờ đợi một chút trước khi mà game thi đấu có thể được diễn ra. Một ván thi đấu rất quan trọng, có lẽ là cả Team Flash lẫn Box Gaming đều hiểu tầm ảnh hưởng của một game thi đấu có tính chất bản lề như thế này. Nó sẽ là vươn lên dẫn trước, nó sẽ là tâm lý nhỉnh hơn, và nó cũng sẽ khiến cho đối phương rơi vào thế khó nữa. Nhưng đối với mối duyên nợ của hai đội tuyển này thì có lẽ là một kèo đấu BO5 vẫn còn là quá ít đối với họ. Đã có rất nhiều những kèo đấu BO7 huyền thoại được hai đội tuyển này tạo ra ở trong quá khứ rồi, và nó cho thấy rằng là ở những game thi đấu sắp tới chúng ta vẫn sẽ có cơ hội để chứng kiến những màn đọ sức căng thẳng như ở hai game thi đấu đầu tiên. Nói chung là cả tôi với Dũng ở trong trận đấu này thì đều đã chuẩn bị sẵn một tinh thần cho một ngày thi đấu sẽ có thể là 5 ván đấu ở trong cuộc đối đầu này. Và thực sự thì điều đó nếu như có diễn ra chúng tôi cũng sẽ không quá bất ngờ. Tuy nhiên thì thực sự thì rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cái khả năng thi đấu của Box Gaming, bởi vì tôi nghĩ rằng là ở trong trận đấu này thì họ sẽ phải gặp nhiều khó khăn, và nếu như mà họ làm tốt được ở trong trận đấu này thì họ sẽ khiến cho mọi thứ trở nên khó đoán hơn rất nhiều. Còn Team Fat nói gì nói, họ vẫn đang được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với Box Gaming, vì ở thời điểm hiện tại họ cũng đang có một phong độ cao hơn ở trong những ngày tháng vừa qua. Xuân Bách đã phát hiện được ra TA, và đây là một tình huống mà Trảm Thiên Địa là rất tốt đến từ Akashi, một chút lợi thế mà TA và Akashi đã tạo ra ở trong những tình huống đầu tiên. Vừa rồi là một giai đoạn đầu tiên bố trí rất hay đến từ đội tuyển Box Gaming. Họ lại một lần nữa đẩy Ara lên cánh trên để TA lao thẳng vào bùa xanh của đối phương luôn, và Akashi dứt điểm con bùa xanh đó từ xa. Xuân Bách đã ngửi thấy mùi bị cướp, nhưng sang thì không kịp nữa rồi. Và như vậy thì người đi rừng của bên phía Team Flash là Maximus cũng sẽ bị thọt bùa ở trong ván thi đấu thứ ba này. Một sự khởi đầu là hoàn toàn ấn tượng đến từ Box Gaming, và những cú lao cơ khí của Ara vẫn đang là tương đối chuẩn xác ở giai đoạn đầu. Một pha khởi động rất tốt đến từ vị trí của TA. Rõ ràng là nếu như để cho Roshi đến được cấp độ 4 thì mọi thứ sẽ là khó khăn hơn dành cho TA. Và TA đã quyết định tăng tốc ngay ở trong những tình huống thi đấu đầu tiên, khi biết rằng sát thương đến từ Xuân Bách không thể sốc được bằng sát thương của Akashi. Thì tình huống tạo tiền đề vừa rồi để cho một pha tranh chấp giữa hai người chơi đường giữa là hoàn toàn hợp lý đến từ vị trí của đó là TA. Một tình huống né chiêu khá hay đến từ vị trí của Xuân Bách. Tuy nhiên thì anh ta nên đã mất tốc biến rồi, và rõ ràng anh ta cần phải rất cẩn thận ở trong những tình huống thi đấu tiếp theo. Và sau đó thì Akashi cũng có một tình huống đạo quân vương để né mặt Xuân Bách trong tình huống mà người đi đường giữa của bên phía Team Flash tiến lên. Con rồng đầu tiên nó đang thuộc quyền kiểm soát của bộ đôi KT cùng với NDG, với chất tướng là Ryoma ở trong ván thi đấu này cộng thêm với sự kết hợp là Quicknut, thì KT đang muốn để có thể đòi lại sự chủ động mà mình đã đánh mất ở trong game thi đấu thứ hai. Một game thi đấu thứ ba mà có lẽ là KT cũng đang muốn làm rất nhiều điều, nhưng ở đây thì Team Flash đang sẵn sàng với 5 người để phòng ngự, trong khi đó Box Gaming chỉ có 4, và đó là keo lửa đem về chiến công đầu, và người có điểm hạ gục là Kuga. Team Flash biết rằng đối phương sẽ sang cướp bùa của mình ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Team Flash họ biết rằng là mình sẽ gặp thất thế rất nhiều nếu như không thể bảo vệ con bùa tiếp theo dành cho vị trí của đó là vị trí của Maximus. Nhưng ở trong tình huống thi đấu vừa rồi thì thêm một lần nữa thì KT đã mang lại lợi thế ở trong trận đấu này, không chỉ với chất tướng Ryoma mà vừa rồi là solo kill. Như vậy là KT đang rất muốn đòi lại những gì mà anh ta đã mất ở trong vòng đấu thứ hai.
Điểm hạ gục vừa rồi nó thuộc về Akashi. Đó là một tình huống mà Akashi với con bài Yue cũng đã khiến cho Kuga người có điểm hạ gục trước đó phải lên bảng điểm số, và qua đó quân bình tỷ số 1-1. Ở thời điểm hiện tại, hãy nhìn vào mặt lượng tiền, Box Gaming đang hơn so với Team Flash là tương đối nhiều tiền. Ở ngay phút thi đấu thứ 3 này, Maximus đang là khá yếu và anh ấy đang phải bỏ về, nhưng có về được hay không đây? Câu trả lời là không, đã có điểm hạ gục rồi. Box Gaming đang khởi đầu ván đấu này ấn tượng hơn so với Team Flash. Đã là một tình huống khởi đầu tương đối hay đến từ bên phía Bokeh mình, xuất phát từ con bùa xanh cướp được. Họ đã làm yếu được Maximus, và ở trong tình huống đánh vào liên tục thì Maximus cũng đã gặp phải rất nhiều những khó khăn. NDC đang đánh chủ động ở bên phần rừng của đối phương rất nhiều và liên tiếp có mặt ở phần rừng của đối phương. Proe đến, Kuga băng vào, sẽ là một pha phản giao tranh đến từ bên phía của Team Flash. Và KT đang bị kẹt lại, KT vẫn đang chưa thể lướt được qua bên kia bờ tường. KT đang chờ đợi và anh ta thành công rồi. Bên phía của đội tuyển Bokeh mình không mất ai trong pha thi đấu vừa rồi cả. Và bây giờ thì họ sẽ di người lên nửa trên, nơi mà Ara lại thêm một lần nữa đang có được một thế đánh, một thế farm là cực kỳ thuận lợi. Thậm chí còn đang có cả hai bùa ở dưới chân như thế này, cùng một KDA là 100 hơn 600 tiền so với xạ thủ bên phía đối phương. Team Flash thì đang phải liên tục di người xuống nửa dưới để phòng ngự bùa và khiến cho những tình huống tấn công của Box Gaming gặp phải những sự khó khăn. Nhưng đây là tình huống mà Kuga phải 1-2 và Kuga đã lên quá cao rồi, không còn đường về nữa đâu. Điểm hạ gục thứ 3 thuộc về Box Gaming. Và ở trong trận đấu này thì thế đánh dành cho bên phía của Bokeh mình là có, và vì vậy thế nên họ sẽ đang có một quyền chủ động rất lớn ở trên bản đồ. Xuân Bách không bắt lại được Akashi, và qua đó thì lượng tiền lại ngày càng một được giãn cách ra theo thời gian. Thực sự là một thế đánh tương đối bất ngờ đến từ bên phía Bokeh mình. Và ở thời điểm hiện tại thì Lorion mới là người phải di chuyển sau khá nhiều so với vị trí của Akashi. Rõ ràng là Akashi đang can thiệp rất nhiều vào những pha giao tranh với những cú câu máu của mình, và NDG cũng vậy. Sự chủ động đến từ vị trí của Akashi với NDG sau những pha xử lý đầu tiên là lợi thế, đã giúp cho bên phía Bokeh mình có thế trận tốt hơn rất nhiều so với Team Flash. Và Akashi cũng đã có thêm chiếc bùng nổ, nó sẽ khiến cho những tình huống hóa phép với cắt giang sơn và chảm thiên địa có thể biến những mục tiêu thấp máu trở thành một ma ảo thuật, và Medusa cần phải coi chừng. Thế đánh ở khu vực đường trên vẫn đang là thuận lợi dành cho bên phía của Box Gaming, và có lẽ là họ sẽ kiểm soát được con Seiza đầu tiên của ván thi đấu này. Như vậy là ở trong hai con bùa đầu tiên thì Box Gaming ăn được cả hai, bởi vì đến bây giờ thì con Seiza đầu tiên mới được ăn đi và Team Flash thì chưa kiểm soát được bất kỳ một mục tiêu nào trên bản đồ cả. Và đây là một tình huống thi đấu mà NDG không vồ vào. NDG đã không có một tình huống đáp cánh, bởi nếu như NDG đáp cánh trong tình huống thi đấu vừa rồi thì có thể Bách sẽ nằm sàn, thì Bách đã sử dụng tất cả những gì mà Bách có rồi, kể cả là băng xương cũng không có ở trên người của anh ta nữa. Rui và Medusa không thể phòng ngự được cái trụ này. Nếu như Ara được lớn sớm đến như vậy thì thực tế Skirt lại không khỏe như chúng ta tưởng ở trong ván đấu này. Bởi vì nếu như thực sự Ara được nuôi lớn một cách quá nhanh thì Skirt cũng sẽ yếu đuối hơn theo thời gian một cách rất nhanh chóng thôi. Khi mà ở chất tướng đến từ BV Box Gaming thì khả năng câu máu không chỉ đến từ Akashi, mà thay vào đó thì cả Kricknack cũng như là Slim đều có khả năng băng vào cực kỳ mạnh. Kuga phòng thủ lính là khá dẻo, nhưng anh ta sẽ phải về nhà trong thời đấu này. Anh ta né được sát thương đến từ vị trí Akashi, nhưng bùa đỏ bị đánh vào và Scott đang cực kỳ yếu ở trong ván đấu này. Trong khi Ara thì ném như cái máy, và những tanker bên phía Team Flash bây giờ ăn những mũi lao được găm đến từ vị trí của Ara cũng là rất đau rồi. Maximus nhìn thấy bộ đôi Ara và TA cũng không thể tiến lên. Lại thêm một game đấu nữa thì cặp đôi TA và Ara đang hoạt động cùng nhau một cách khá hiệu quả để đem lại một thế đánh ấn tượng dành cho vị trí xạ thủ chủ lực của Ara. Trong ván thi đấu này thì cả hai người này đều cầm thanh tẩy để có thể hạn chế đi những tình huống bị nâng cầu hoặc những tình huống bị kéo keo lửa về bởi đối phương. Và thực tế thì ở trong trận đấu này Proe đang chưa thể hoạt động rộng được, và Proe đang chưa thể tạo ra những tình huống đột biến của riêng mình. Chính xác thì Team Flash sẽ hy vọng rất nhiều vào những tình huống đứng bụi đến từ Proe, nhưng ở trong trận đấu này nếu như Proe đứng bụi thì có lẽ đồng nghĩa với chết, bởi vì sức sát thương của Bốc Gaming ở thời điểm hiện tại là cực kỳ cao. Đây là pha thi đấu mà Proe có thể kéo lại KT nếu như anh ta muốn, nhưng anh ta vẫn đang chờ đợi một con mồi ngon hơn. KT vẫn chưa phải là mục tiêu mà Proe hướng đến, và không thể bắt được KT ở trong những tình huống thi đấu như thế này. Còn ở cánh còn lại, Kuga buộc phải bật lên băng xương, và cú băng xương vừa rồi đã cứu được Kuga một mạng. Trong khi đó thì KT sau nhiều lần nhấp nhả ở đường trên thì có lẽ anh ta đã dính keo lửa rồi. Kuga vẫn đang phòng ngự là khá lì, còn KT trong tình huống vừa rồi thì đã bị quay bắt lại khi mà Team Flash có đông các thành viên ở khu vực nửa trên bản đồ. Trong khi đó thì tình huống vừa rồi pha ép lấy cái trụ hai đường dưới đã chưa thể được thành công, nhưng dù sao thì Ara vẫn đang rất xanh và cực kỳ tự tin. TA thì vẫn đang luôn luôn có mặt. Sự chủ động đến từ Tachi của TA có lẽ cũng là một phần nguyên nhân khiến cho Roshi của Proe chưa thể hoạt động rộng và đem lại nhiều tầm ảnh hưởng, cũng như là Lorion của Xuân Bách cũng chưa thể làm được một điều gì đó quá nổi bật ở trong ván thi đấu này.
Lợi thế về mặt lượng tiền sẽ là một ưu thế rất lớn dành cho Bốc Gaming. Và Ara bị kéo ngược trở lại, nhưng ở trong tình huống tiêu này thì Ara vẫn còn thanh tẩy, và hơn thế nữa thì Ara vẫn còn những người đồng đội ở bên cạnh mình. Trong khi đó thì Proe lại đang tương đối đơn độc. Proe cần nhiều sự trợ giúp của mình hơn, bởi vì anh ta là một trong những chất tướng bắt người rất tốt. Nhưng bên phía của đội tuyển Team Flash đang phải căng mình ra ở nhiều mặt trận và chưa thể có sự hỗ trợ đó dành cho Proe. Đồ 2 của Xuân Bách lựa chọn là huân chương Choi. Nó cho thấy áp lực mà Yue có thể tạo ra là lớn đến như thế nào. Thông thường thì món trang bị kháng phép mà các Lorion hay lên là cái giáp Gaia để có thể gia tăng độ cò quay. Nhưng trong ván thi đấu này thì huân chương Choi sẽ đem lại nhiều lượng giáp phép hơn, để những tình huống cắt giang sơn là trảm thiên địa của Akashi giảm đi phần nào đó độ đau. Như tình huống vừa rồi thì Xuân Bách cũng giữ lại được một lượng máu là đủ để có thể tiếp tục ở đây cò quay cùng với những người đồng đội, ở trong tình huống mà Medusa cũng đã đem về được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên rồi. Như vậy là ở thời điểm hiện tại thì Team Fnatic đang rất nỗ lực và để có thể cân bằng được lợi thế. Và Kuga vừa có một tình huống tỏa sáng. Kuga đang tương đối lì đòn ở trong trận thi đấu này với con bài Yena, và cũng đã có những tình huống thi đấu thành công. Và khi mà NDG bị chậm lại một nhịp, liệu Team Fnatic có thể lấy lại được thế trận về mặt lượng tiền hay không đây? Nếu như tiền là cân bằng, mọi thứ sẽ là khó đoán hơn rất nhiều. Bởi vì khi đó thì sức sát thương đến từ vị trí của những Akashi hay là KT với con bài Ryoma dần dần sẽ bị giải tỏa theo thời gian, và khi đó thì chỉ còn sức mạnh đến từ NDG cũng như Slim của Ara là đáng sợ thôi. Và Team Flat đang cố gắng để cân bằng được lượng tiền như những gì mà chúng ta đang nói đến. Và bây giờ thì Box Gaming muốn đánh mạnh hơn vào phần sân của đối thủ để có thể kiểm soát được nhiều thứ hơn. Họ cũng đang có được lợi thế về mặt lượng tiền để có thể suy nghĩ về việc làm điều đó. Nhưng đúng là Team Flash họ vẫn đang khá trì trạc. Và để có thể khiến cho đối phương gặp ít nhiều những sự khó khăn, một tình huống điều cầu và khiến cho KT phải mất đi tốc biến để có thể bỏ thoát. Giai đoạn sau của trận đấu thì sức sát thương đến từ cả hai đội tuyển đều là rất đáng nể, kể cả là bên phía đội tuyển Team Flash. Còn về khả năng chống chịu thì tin rằng Team Fnatic sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn đôi chút. Đây là một pha thi đấu mà Kuga muốn bẫy, và có vẻ như Kuga thành công rồi. Anh ta không đủ khỏe để thành công, bởi trong tình huống thi đấu vừa rồi thì KT và NDG quá mạnh về mặt sát thương. Hạ gục được một người, hạ gục được hai người, và sẽ là người thứ ba khi mà Proe cũng không thể làm gì được. 2-3. Và đây có thể là pha thi đấu then chốt của trận đấu này. Chính xác rồi, khi mà 2-3 thành công thì rõ ràng nó là một pha thi đấu có tính bước ngoặt rất lớn, khi bây giờ chỉ còn lại một mình Medusa ở trên bản đồ mà thôi. 5 người của Box Gaming tập hợp lại, họ muốn thắng luôn ở phút thi đấu thứ 10 này. Và liệu Medusa với cú bác vi tiêu của mình có là đủ hay không đây, khi mà anh ấy còn không có thanh tẩy ở trên người. Tốc biến là phép bổ trợ được lựa chọn đến từ Medusa, nhưng sẽ chỉ có một đường lính siêu cấp đến từ bên phía Box Gaming thôi, khi mà các thành viên bên phía Team Flash cũng đã quay trở lại rồi. Thời gian lên bảng điểm số của họ chưa đủ lâu để Box Gaming có thể nghĩ đến việc thắng luôn ở trong game thi đấu này. Medusa đã có một, chính xác hơn là Kuga và Maximus đã có một pha thi đấu rất tệ hại ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Lượng tiền hình như không cho phép Maximus có thể giả ra một lượng sát thương gì đó cho Cam. Và khi mà anh ta không thể hạ gục được kích nắc của đối phương thì đòn hồi mã thương đã đến. Hai thành viên của Team Fnatic phải nằm lại ở trong tình huống thi đấu vừa rồi, và lượng tiền giãn cách ở thời điểm hiện tại làm con số không còn là đùa nữa. Bốc Gaming ở thời điểm hiện tại đang có một lượng tiền đủ để có thể suy nghĩ đến việc thế trận Snowball thực sự ở trong ván đấu này. Lượng cách biệt ở thời điểm hiện tại đã là hơn 5.000 tiền rồi. Và họ đang đẩy hai tơ lính đi liền nhau lên cái trụ thứ hai ở khu vực đường trên của bên phía đội tuyển Team Flash. Có lẽ là Team Flash bây giờ cũng sẽ không còn khả năng phòng ngự ở những cái trụ ngoài như thế này nữa. Điều mà họ phải làm sẽ là giữ lại những cái trụ bậc thềm, những đường lính siêu cấp để chờ đợi đến giai đoạn sau. Medusa cũng đang có một lượng tiền là đủ để có thể hy vọng, nhưng đó là trong trường hợp mà họ phải phòng ngự được. Pha thi đấu này đã bắt đầu càn vào đến từ bên phía của đội tuyển Box Gaming, nhưng TA vào hơi sâu so với đà tiến của những người đồng đội, và TA đang bị tấn công bão phi tiêu của Medusa, đưa TA lên bảng điểm số. Medusa tiếp tục tiến lên đánh vào vị trí của KT, và một mình Medusa tiến lên rất cao để đẩy lùi các thành viên bên phía Box Gaming về. Pha tấn công vừa rồi của Box Gaming chưa thể đem đến cho họ đường lính siêu cấp thứ hai trong một tình huống phòng ngự kiên cường của Team Flash. Và không chỉ là không đem về được đường lính siêu cấp thứ hai, mà họ cũng sẽ bị rút ngắn về mặt lượng tiền tương đối nhiều sau pha thi đấu vừa rồi. Medusa cũng đã có một pha thi đấu hay, và ở thời điểm hiện tại anh ta cũng đang là niềm hy vọng số 1 của Team Flash. Lượng tiền mà Medusa sở hữu không thua kém ai ở trên bản đồ cả. Và vì vậy thế nên ở thời điểm hiện tại sức sát thương đến từ vị trí 2 AT tạo ra cũng là rất lớn. Pha thi đấu vừa rồi nếu như Bốc đánh ở mức độ chừng mực hơn thì có lẽ họ đã có trụ và có thể lùi về thành công.
nhưng họ đã muốn làm nhiều hơn. Medusa trúng choáng trong tình huống thi đấu này và liệu có bị hạ gục hay không, đây câu trả lời là chưa. Nhưng tình huống thi đấu vừa rồi thì cũng đã có băng sương đến từ phía của KT khiến cho Bruy cũng chưa thể làm khó được anh ta. Khép góc đến từ TA muốn băng vào đến từ bên phía bốc game mình, họ muốn đánh ngược trở ra NDG đang bọc đầu. NDG tình huống vừa vào đến từ NDG chăng? Không, băng sương của Bruy là quá hay và Flash vẫn về được với cả năm thành viên. Thì Flash vẫn chạy về được trong một tình huống mà Box Gaming kéo người xuống bắt. Đó là một tình huống mà NDG tưởng chừng như là đã có thể tìm thấy một con mồi ngon. Nhưng sau cùng thì cú băng xương đúng là thực sự chất lượng để khiến cho Proe có thể out được tình huống vô vào với hiểm họa không chung vừa rồi. Nhưng dù sao thì NDG vẫn đang có một lượng tiền lớn với Quick Knock và lượng sát thương sốc là không đùa được. Đây là tứ quyền chạm đến từ Kuga. Và thêm một lần nữa thì Kuga lại bắt được vị trí của Hara rồi. TA cũng đang bị quay lại và hai thành viên ngứa mắt nhất từ đầu trận đấu bên phía Team Flash, những người đã gây cho họ biết bao nhiêu sự phiền muộn ở những khu vực đường cánh là bộ đôi xạ thủ trợ thủ, thì họ lại vừa bắt được. Và thêm một lần nữa thì Kuga lên tiếng với con bài Yena của mình để bắt được vào vị trí của Ara. Kuga đã có một pha xử lý không thành công để mất đi rất nhiều về mặt thế trận, nhưng pha lập công chuộc tội vừa rồi thì nó còn hoàn hảo hơn khi ở trong thời điểm mà Team Flash đang rất cần một pha tỏa sáng đến từ một thành viên thì Kuga đã lên tiếng, map được lấy đến từ vị trí của Proe và Kuga. Và họ đã thành công. Đấy là một pha thi đấu rất quan trọng. Một tình huống giữ lại được bùa xanh đến từ vị trí Akashi. Đây là một tình huống cũng khá quan trọng của Akashi. Nó cung cấp cho Akashi thêm khả năng hồi chiều để đép đường một cách dẻo dai hơn. Thế trận quay trở lại một phần với Team Phát và lượng tiền cũng quay trở lại với họ. Nhưng mặt bằng chung thì Bốc Gaming vẫn đang có thể kiểm soát tốt hơn về mặt lượng trụ. Những tân binh của bên phía Team Flash đang lên tiếng ở trong ngày hôm nay. Kuga và Medusa đã lần lượt lên tiếng ở trong hai tình huống thi đấu gần nhất để khiến cho bên phía Team Flash gỡ gạc lại được không ít những thua thiệt mà họ đã đánh mất đi ở trong giai đoạn đầu. Còn với bên phía Box Gaming thì có lẽ là họ nên bình tĩnh lại một chút. Ở trong giai đoạn sau thì đội hình của họ cũng không yếu, và Ara nếu như giữ được vị trí bắn tốt thì có thể bắn xuyên qua toàn bộ đội hình của bên phía Team Flash vào thời điểm này là hoàn toàn bình thường với những gì mà anh ấy đang có với Slim. Nhưng Medusa cũng có thể bắn xuyên qua dàn tanh của đối phương rất hay. Nhiệm vụ của Medusa không phải là băng thẳng vào tuyến sau, mà thay vào đó là đánh ở tuyến ngoài. Đây là pha đấu mà NDG đã cú vồ trượt. Liệu anh ta có bị quay không? Câu trả lời là có. Một tình huống quay vào đến từ Kuga. NDG không lết về nổi. NDG mất đi giáp vỏ mạnh và anh ta sẽ bị đấm ngược trở lại. NDG đã có một cú vồ không thành công, và vì vậy nên anh ta bị hồi mã thương. Anh ta bị hồi mã thương đúng thời điểm con xe ra bảo chúa xuất hiện. Một thời điểm rất nhạy cảm của ván đấu này. Mất đi người chơi đi rừng, liệu bên phía Box Gaming có muốn lao ra hang Seiza để có thể gây khó chịu với đối phương hay không? Đây họ cũng đang có ý định làm điều này, nhưng không, TA sẽ là người ở đây gây ra sự quấy rối mà thôi. Và Bách Đo là lựa chọn của các thành viên còn lại. TA bắt đầu băng vào, ngăn cản các thành viên bên phía Team Flash biến về để bốn người còn lại có thể tiếp cận cái trụ nhà chính, tiếp cận vào nơi mà họ muốn phá hủy đi. Là không kịp rồi khi mà KT không thể chống chịu nổi và một mình Ara cũng không thể làm gì. Và Ara bây giờ có về được hay không đây? Câu trả lời là không. Một lần nữa lại bị tìm thấy bởi Kuga và người đồng đội của Ara ở gần đó thì cũng không còn ở trên bản đồ nữa rồi. Đó là KT. Chất tướng của Bốc Gaming là không thể backdoor ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Chất tướng không cho phép họ làm được điều đó, và thời gian thi đấu của trận đấu cũng không cho phép họ có đủ đồ để backdoor. Một pha backdoor với 3 người chỉ xuất hiện được nếu như trận đấu diễn ra ở thời điểm phút thi đấu thứ 25 gì đó, khi mà lượng tiền đã là đầy đủ mua đồ bán đồ thoải mái cho các tuyển thủ. Chứ chỉ có tầm khoảng 4-5 món đồ như vậy mà backdoor thực sự là quá liều lĩnh. Và đây là một pha thi đấu mà bên phía của Team Phát đã có quá nhiều lợi thế để giải quyết con xe ra này. Với con xe ra này, họ không chỉ có xe ra mà lợi thế về mặt đẩy đường cũng đang thuộc về họ. Một cơ hội rất lớn dành cho bên phía của Team Phát trong tình huống thi đấu này. Xuân Bách đang tự tin tiến lên rất cao để đè mặt vào vị trí của Akashi. Ở đây khi đã có được một lượng trang bị là tốt hơn thì Xuân Bách cũng sẽ có được sự tự tin này khi đối đầu với UA của bên phía đối thủ và đội hình của bên phía Box Gaming đang bị đẩy về rồi. Những tình huống vô ích của NDG ở trong ván thi đấu này đã không ít lần khiến cho những lợi thế đã quay ngược trở lại với bên phía Team Flash. Và bây giờ thì Box Gaming sẽ cần phải làm một cách thật sự cẩn trọng ở trong cơn đẩy xe ra bạo chúa này của bên phía Team Flash để có thể giữ lại ván đấu, và hy vọng rằng họ mới là đội tuyển giành chiến thắng 2-1 ở trong trận thi đấu bản lề này. Nhưng rõ ràng mọi thứ đang là rất khó dành cho Box Gaming, bởi vì Team Flash đang được tấn công một cách cực kỳ mạnh mẽ ở cả 3 phần đường. Đó là vấn đề. Team Flash đang có một cái thế trước cái thềm giao tranh này quá hay, và vì vậy nên con Seiza vẫn còn một lượng máu là nguyên vẹn để đánh vào trụ đường giữa của đối phương. Vì con Seiza nó đang quá khỏe nên Team Flash cực kỳ tự tin. Họ vẫn đang có một thế lính rất đẹp. Đường lính đường giữa đã có, lính ở hai bên cũng đang tràn lên.
Vâng, vì vậy nên team Pháp yên tâm để có thể tiếp tục kiểm soát bản đồ. Với con Seja này họ chưa thể thắng luôn ván đấu, nhưng rõ ràng là họ đã lấy lại được thế trận và lấy lại được thế kiểm soát bản đồ, và hơn thế nữa, họ cũng đã không còn bị thua thiệt một chút nào về mặt lượng tiền. Bây giờ với bốc bên mình, họ buộc phải hy vọng và hy vọng rất nhiều vào ARA. Còn bên phía của team Flash, họ có khá nhiều ngòi nổ. Mặc dù ở thời điểm hiện tại thì những ngòi nổ của họ cũng không phải là những ngòi nổ quá mạnh mẽ, nhưng đủ để khiến cho NDZ tiếp tục một lần nữa phải sai lầm. Thêm một lần nữa Kuga và Proi tỏa sáng và vượt Xuân Bách tia càn lên. Xuân Bách cùng với những người đồng đội của mình sẽ lấy đi giáp vô bên của ARA. ARA mà làm này thì bốc bên mình toáng rồi. Toàn thực sự rồi, Medusa đã có để mà gục bá đạo với con máy 2AT của mình và vẫn đang chơi như một cái máy với những thứ video được ném ra. Maximus cũng đã hạ gục TA và Box Gaming sẽ chỉ còn lại duy nhất một thành viên là KT mà thôi. KT vẫn còn giáp hộ mệnh, nhưng có thêm 10 cái giáp hộ mệnh nữa thì có lẽ là KT cũng không thể giúp cho bên phía của Box Gaming làm gì được ở trong tình huống mà team Flash còn đầy đủ cả 5 người. Một người sẽ bị hạ gục, đó là Kuga khi tanh trụ, nhưng nó không quan trọng khi mà tỷ số sẽ được nâng lên là 2-1 cho team Flash. Một ván đấu mà họ đã lội ngược dòng. NDZ đã đúng nhưng anh ta cũng sai rất nhiều. NDZ đã từng đúng một vài lần, nhưng những lần sai của anh ta còn nhiều hơn. Không dưới 4 lần NDZ bị bắt lại ở trong ván đấu này. Và những lần mà NDZ bị bắt lại là quá nặng. Đó là những tình huống mà con Seja bạo chúa xuất hiện. Đó là những tình huống thi đấu mà anh ta đã khiến cho trận đấu có thể nói rằng là chấm dứt luôn. Và người làm là NDZ thì người phá cũng là NDZ. Trong bối cảnh là kể cả TA cũng vậy, TA cũng đã làm rất tốt ở trong đoạn đầu tiên của trận đấu để mang lại những lợi thế để khiến cho Dre được chơi quá thoải mái ở trong trận đấu này. Nhưng chính TA với pha vào sâu ở bên phía phần trụ của team Phát cũng lại là bước khởi đầu cho những suy tàn của bên phía bốc game mình.